tuyển Việt Nam, khi ông Kim Sang-sik mở khóa hàng công, tuyển Việt Nam còn rất nhiều vấn đề nếu muốn đòi lại ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Nhưng riêng hàng công huấn luyện viên Kim Sang-sik có vẻ như đã tìm được công thức để các chân sút ghi bàn. Nỗi ám ảnh từ quá khứ, không phải cho tới khi huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm quyền. Bài toán tấn công hay chất lượng của các tiền đạo luôn là cơn đau đầu rất lớn dành cho ông Park Hang-seo đến huấn luyện viên Chelsea. Thậm chí, thời điểm huấn luyện viên Chelsea dẫn dắt, mọi thứ còn tệ hơn rất nhiều khi các chân sút thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn hoặc bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Thậm chí khi có thể tung ra những pha dứt điểm, các tiền đạo tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên người Pháp cũng cho thấy độ chính xác là vô cùng thấp. Chính vì thế, ở một số trận đấu quan trọng khi ông Chelsea nắm quyền, tuyển Việt Nam thường xuyên nhận thất bại vì sự yếu kém của các tiền đạo, thay đổi dưới thời ông Kim Sang-sik. Hai trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt, ngoài việc chấm dứt chuỗi trận thất bại, tuyển Việt Nam cũng đã cho thấy khả năng chơi tấn công hiệu quả hơn so với trước đó. Cụ thể, ở trận thắng Philippines, tuyển Việt Nam tung ra 9 pha dứt điểm và tỷ lệ đi trúng đích lên tới hơn 50%, kèm theo là 3 bàn thắng. Hoặc thất bại khi đấu Iraq, các học trò của ông Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự hiệu quả với 7 cú sút, 4 trúng đích và 1 bàn thắng. Sự hiệu quả của các chân sút tuyển Việt Nam xuất phát từ việc bố trí con người xuất trận, đồng thời cũng tới bởi cách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cho đội nhà chơi. Tuyển Việt Nam vẫn đề cao khả năng phòng ngự và chờ những cơ hội tấn công. Tuy nhiên, có khác ở chỗ chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu các học trò chuyển đổi trạng thái nhanh, khoáng đạt hơn so với trước đây. Với những thay đổi khá tích cực cho hàng công dù mới dẫn dắt không lâu của ông Kim Sang-sik đang khiến người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ chất lượng, hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới ở khâu ghi bàn. Bởi chỉ khi nào hàng công hết âu lo, cơ hội cho tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch AFF Cup lần thứ 3 mới thực sự rõ ràng. Và thật may, có vẻ ông Kim Sang-sik đã tìm được bí kíp cho đội nhà. Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị đọ sức với Nga và Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và bắt đầu tập luyện từ hôm nay, ngày 30 tháng 8, để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với Nga và Thái Lan. Trong tháng 9 năm 2024, đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu giao hữu rất đáng chú ý, đó là màn so tài với Nga và Thái Lan. Đây là dịp để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm tra năng lực của mình khi các đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập 26 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, có hai trường hợp dính chấn thương là Văn Toàn và Bùi Hoàng Việt Anh nên nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phải gọi Phan Văn Đức và Giáp Tuấn Dương lên thay thế. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ hôm nay ngày 30 tháng 8 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian 6 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Nga tại LPBANK Cup 2024. Đây giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong kế hoạch chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra vào cuối năm. Với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời có chất lượng chuyên môn rất cao là đội tuyển Nga đang xếp hạng 33 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, từng 11 lần góp mặt tại đấu trường World Cup và đội tuyển Thái Lan thuộc top đầu trong khu vực Đông Nam Á. Giải đấu sẽ là cơ hội để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cọ sát, nâng cao kỹ năng và chiến thuật, đồng thời cũng tạo điều kiện để người hâm mộ bóng đá Việt Nam có dịp được thưởng thức những màn so tài hấp dẫn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận tin không vui trước ngày hội quân của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik một lần nữa phải đón tin không vui khi hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương không kịp hồi phục. Cầu thủ được triệu tập thay thế cho Bùi Hoàng Việt Anh là Giáp Tuấn Dương. Theo thông tin từ các bác sĩ tuyển Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh đã bị tổn thương dây chẳng chéo đầu gối. Sau trận đấu với Berom FC tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á năm 2024, với chấn thương này, Bùi Hoàng Việt Anh cần có thời gian để hồi phục nên buộc phải lỡ hẹn với các đồng đội trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam thi đấu cùng tuyển Nga và tuyển Thái Lan. Bùi Hoàng Việt Anh cũng là cầu thủ thứ hai không thể hội quân cùng đội tuyển vì chấn thương. Trước đó là trường hợp chấn thương cổ chân của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và được thay thế bằng Phan Văn Đức. Để đảm bảo lực lượng cho tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung vào đội tuyển hậu vệ trẻ Giáp Tuấn Dương. Cầu thủ sinh năm 2002 này đang khoác áo Công an Hà Nội và được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ, hậu vệ lệch trái và tiền vệ. Lần gần đây nhất Giáp Tuấn Dương được triệu tập vào đội tuyển là dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 30 tháng 8 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian 6 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Nga. Tiến Linh nói về việc nhập tịch trên tuyển Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 8, câu lạc bộ Bình Dương đã có buổi lễ xuất quân cho mùa giải V-League 2024 đến 2025. Tại buổi lễ, Tiến Linh và Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về đợt tập trung đội tuyển sắp tới và vấn đề nhập tịch. Thời gian qua, người hâm mộ tỏ ra cực kỳ quan tâm đến vấn đề nhập tịch cho Rafa Elson, Andrew Jacinta câu lạc bộ Nam Định. Trước vấn đề đó,
tuyển thủ Tiến Linh và đội trưởng câu lạc bộ Bình Dương bày tỏ, các cầu thủ nhập tịch là điều báo chí và giới chuyên môn quan tâm khi những năm tháng qua luôn có ý kiến gọi cầu thủ nhập tịch. Với những trường hợp đang muốn nhập tịch, họ có chuyên môn rất tốt và đã thể hiện được ở V-League. Nếu họ được triệu tập thì là một điều tốt cho đội tuyển Việt Nam khi sự cạnh tranh của các cầu thủ nhập tịch sẽ mang đến động lực cho tất cả tuyển thủ hiện tại, tăng sức mạnh. Nếu điều đó xảy ra sẽ là một cuộc cạnh tranh lớn cho từng vị trí và mang đến trình độ chuyên môn tốt cho tuyển Việt Nam. Trong thời gian tới, tuyển Việt Nam sẽ có những trận đấu giao hữu ở dịp FIFA Day tháng 9 trước tuyển Nga, Thái Lan. Nói về các đối thủ này, trung vệ Quế Ngọc Hải đánh giá hai đối thủ này sẽ là sự chuẩn bị rất tốt cho đội tuyển và giúp các tuyển thủ ghi điểm trong mắt chiến lược gia Hàn Quốc hướng đến AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Việc được thi đấu với Nga, hạng 33, đội tuyển trong top 40 thế giới là điều rất bổ ích cho Việt Nam chuẩn bị AFF Cup, trong khi Thái Lan là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đây là hai trận đấu vô cùng chất lượng với tuyển Việt Nam. Ở hai trận đấu này, các tuyển thủ sẽ cố gắng mang những hình ảnh tốt nhất đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam và ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Để có được vị trí của mình tại AFF Cup cuối năm, Quế Ngọc Hải bày tỏ. Bên cạnh vấn đề đội tuyển, Quế Ngọc Hải đánh giá về câu lạc bộ Bình Dương đã có sự chuẩn bị rất tốt. Qua những buổi tập và các trận giao hữu với tinh thần và lối chơi mà ban lãnh đạo, huấn luyện viên mong muốn, đội vẫn đang chờ hai ngoại binh phù hợp, những cầu thủ còn lại đều có trạng thái rất tốt cho mùa giải mới. Quế Ngọc Hải cho biết bản thân đang có phong độ tốt và sẽ cống hiến hết mình sau một mùa giải khó khăn vì chấn thương. Mùa giải vừa rồi trải qua nhiều khó khăn nhất trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của tôi. Với một vài chấn thương, tôi đã không thể cống hiến được nhiều. Đó là điều tôi rất áy náy với người hâm mộ, lãnh đạo và tập thể đội. Với sự chuẩn bị hiện tại, thể lực đang có tôi sẽ duy trì được phong độ và trở lại tốt nhất, cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng và người hâm mộ câu lạc bộ Bình Dương. Tiến Linh, cầu thủ nhập tịch sẽ tăng sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Trung vệ Quế Ngọc Hải đánh giá cao hai đối thủ Nga và Thái Lan của tuyển Việt Nam, trong khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tin rằng việc nhập tịch sẽ góp phần gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Thời gian qua, nhiều người có ý kiến nên gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Tiến Linh nói về vấn đề nhập tịch trong buổi lễ xuất quân của câu lạc bộ Bình Dương sáng ngày 29 tháng 8. Các cầu thủ đang muốn nhập tịch đều có chất lượng chuyên môn rất tốt, bằng chứng là họ đã thể hiện được giá trị ở đấu trường V-League. Việc các cầu thủ được nhập tịch là điều tốt cho tuyển Việt Nam. Các cầu thủ nhập tịch sẽ tăng thêm sức mạnh và nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyển Việt Nam. Đồng thời họ sẽ mang tới sự cạnh tranh và nguồn động lực lớn cho các cầu thủ còn lại phấn đấu. Tiến Linh kết luận. Về hai trận giao hữu sắp tới, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ, việc được thi đấu với một đội tuyển thuộc top đầu của thế giới như nó là điều bổ ích đối với tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay. Ngoài ra, Thái Lan cũng là một đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây chắc chắn là hai trận giao hữu rất chất lượng. Trung vệ gốc Nghệ An nói thêm, các cầu thủ sẽ thể hiện những gì tốt nhất, đồng thời mang tới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam hình ảnh đẹp nhất khi đối đầu với hai đối thủ có trình độ chuyên môn cao. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ gây ấn tượng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, qua đó hướng tới vị trí trên tuyển ở giải AFF cuối năm nay. Vừa qua, vua phá lưới V-League 2023-2024, Rafael Sơn Fernandez đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Công an Hà Nội cũng đang lên kế hoạch nhập tịch cho cầu thủ Việt kiều Jason Quang Vinh. Nếu nhập quốc tịch thành công, Rafael Sơn Fernandez và Jason Quang Vinh sẽ trở thành hai trong những sự lựa chọn chất lượng dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik ở chiến dịch AFF Cup 2024. Trở lại với quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 30 tháng 8. Thầy trò huấn luyện viên Kim sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp tuyển Nga ngày 5 tháng 9 và Thái Lan ngày 10 tháng 9. Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn trước khi đấu Nga và Thái Lan. Trước thềm LPBADK Cup 2024, đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương không kịp bình phục. Thay thế Việt Anh là người đồng đội ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, Giáp Tuấn Dương. Theo thông tin từ các bác sĩ đội tuyển, Bùi Hoàng Việt Anh đã bị tổn thương dây chằng chéo đầu gối sau trận thắng Buriam FC tại Cúp C1 Đông Nam Á vừa qua. Ở trận đấu đó, trung vệ 25 tuổi này vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút và không có dấu hiệu bị chấn thương. Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Bùi Hoàng Việt Anh phải chịu đựng. Nhưng ngôi sao của câu lạc bộ Công an Hà Nội chắc chắn không thể lên tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 9 năm 2024. Anh cần thời gian hồi phục và tiến hành các bài kiểm tra y tế khác. Đây là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam, bởi lẽ Bùi Hoàng Việt Anh là chốt chặn quan trọng từ thời huấn luyện viên Philippe Chaussier cho đến huấn luyện viên Kim Sang-sik. Với việc các cựu binh như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung hay Quế Ngọc Hải thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, Bùi Hoàng Việt Anh được xem là trung vệ số 1 của tuyển Việt Nam trong khoảng một năm qua, nhằm giữ đủ quân số cho hai trận giao hữu với Nga và Thái Lan ở LPBADK Cup 2024. Huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung Giáp Tuấn Dương, đồng đội của Việt Anh ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Giáp Tuấn Dương sinh năm 2002, là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.
Anh từng lên tuyển Việt Nam trong dịp FIFA League tháng 10 năm 2023. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ hôm nay, ngày 30 tháng 8, tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 6 ngày chuẩn bị trước khi đón tiếp tuyển Nga vào ngày 5 tháng 9, sau đó 5 ngày. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với kình địch Thái Lan. Cả hai trận đều diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình.